từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lạnh vào hồn, thông rêu có còn nhạt nhạt buồn, bên rừng bên suối bên để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn chẳng thương ai bằng anh, thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em Thanh Lý tiếp cho anh em một cục công suất Onkyo dòng N7FX. Con này giải mã rất hay, giải mã trực tiếp từ Smart TV vào qua đường cổng quang digital anh em nhé. Nó có đèn tia vẩy rất là đẹp. Ngày xưa em bán nhiều các cái dòng Onkyo kiểu như thế này lắm, nhưng mà lâu lâu thì em không bán. Còn sót lại một con này ở trong kho, nay em lôi ra để bán nốt cho anh em nhé. Đấy, cái đời này có USB, em có thể cắm được USB để nghe nhạc. Cái bộ N7FX này nó full tính năng ấy, cả loa của nó dao động từ mức trên 3,5 triệu anh em nhé, trên 3,5 triệu cả bộ. Đấy, chỗ này có cái đèn khá là đẹp. Đấy, cái giá nguyên cục này hiện tại thì là CD nó cơ nó ra vào tốt nhưng mà nó không hoạt động, cho đĩa và không nhận, em không làm nhé. Cái MD này em cũng không test, em chỉ test đúng tính năng giải mã là để anh em cắm trực tiếp từ Smart TV vào qua đường cổng quang và cắm điện thoại máy tính ngon, có điều khiển từ xa cho anh em nhé. Điều khiển anh em có thể chỉnh được bát tép đây, anh em ấn nút OK này, đấy nó hiện lên chỉnh bát chỉnh tép sang phải sang trái, điều chỉnh to nhỏ lên đấy. Đấy, đây cái voi là to nhỏ này, đấy, voi này to nhỏ, tắt nguồn, đấy, tắt nguồn đây, sơ qua thế thôi. Điều khiển nó chỉ học các tính năng chính của nó thôi, ví dụ như là to nhỏ này, tắt nguồn này và chỉnh bát tép và tăng ép bát nữa. Đây anh em ấn nút sau kè này thì là tăng bát này, ép bát on và bát nó đánh bình huỳnh lên nhé. Đấy, con này đánh rất hay, không kén loa đâu, những cái dòng như này không kén loa đâu vì nó có cả chỉnh bát tép, có cả tăng bát luôn nên là đánh được khá là tốt. Đấy, anh em ghép những cặp loa toàn giải bát từ 10cm đến 20, 25, 30 cũng được. Nếu mà loa Nhật anh em ghép bát 30 thoải mái luôn, tại vì thực tế những cái loa Nhật nghe nhạc bát 30 nhiều con nó côn nó nhỏ, nó không muốn công suất mấy, đánh nó khá là lực và đánh rất hay. Trừ những cái dòng full karaoke ra thì không nói anh em nhé, vì những cái dòng full đấy nó ngốn nguồn rất mạnh luôn vì côn nó rất to. Côn nó to thì nó ngốn nguồn rất là mạnh, đánh vào nó sụt. Đấy, còn để anh em nghe nhạc thì nói chung là bất chấp tất cả các loại loa nghe nhạc của Nhật, đánh được hết. Những cái dòng này mà những cặp loa Nga hoặc loa Đức ấy mà cái lực bát nó đẩy lên khó ấy, cặp những con như này nó đẩy lên tốt. Còn kêu đẩy lên tốt. Đấy. Nói chung là hình thức của nó còn khoảng 95% anh em nhé. Đấy. Nó không được đẹp xuất sắc đâu.
Con này nội thất nó rất là gấu. Đây em quay trước sau cho anh em nhé. Đây, chỗ này bị lõm nhẹ một chút này, không đáng kể gì. Ở phía sau nó khá là sâu ạ. Xem này, 22. Con này là sâu tầm 35. Nội thất rất là nặng. Đấy, hình thức nó không được đẹp lắm. Đấy, nó bị vận chuyển, ngày xưa vận chuyển về nó bị cọ vào nhau, nó sát chỗ này, sát cái sơn chỗ này nhé. Đấy, cổng quang giải mã trực tiếp anh em nhé. Đấy, cổng quang vào. Và đương nhiên những con giải mã như thế này nó có cái đường ao ra cho anh em cắm sang âm ly karaoke, anh em lấy tín hiệu karaoke sang nhé. Đây cái đường ao này. Đấy, đường ao này để anh em cắm để lấy tín hiệu từ đây sang âm ly karaoke luôn. Và anh em không cần phải mua một bộ truyền quang giải mã bình thường bên ngoài nữa. Anh em lấy thẳng tín hiệu từ ao này ra rất hay luôn. Chuẩn, tín hiệu rất chuẩn. Đấy, công suất tiêu thụ 55W. Đấy, những cái dòng cục mini mà công suất những 55W là khá là khỏe anh em nhé. Ở đây có đường sup breao anh em nhé, để anh em cắm vào sup điện. Đây, cắm loa. Loa cái này giải rất rộng luôn, anh em có thể ghép từ 4 ohm cho đến 16 ohm anh em nhé. Nên là gần như là không kén các loại loa đâu, ghép loa nào cũng được. Để em tút điện, em mở nội thất cho anh em xem. Con này dây nguồn của nó zin hết nhé. Đây, dây nguồn ở đây, dây nguồn zin của nó luôn nhé anh em nhé. Đấy, dây nguồn zin đẹp chứ không phải là nối, là đấu nối chắc vá gì cả, zin hết, hơi cứng. Em tháo sắt vít rồi cho anh em. Hơi cứng. Một tay cầm điện thoại, một tay mở nó hơi khó. Đấy, nội thất cấu chưa? Nói chung là mạch kín máy luôn. Con này là tầng giải mã và pre của nó nhé. Ở đây. Đấy. Còn đây là phần nguồn, đây là phần công suất của nó. Đây, phần công suất của nó. Nó chạy 4 con sò. Đây, 1 2 3 4 con sò. 4 sò than. Còn đây là các bóng nắn nguồn của nó đây. Mạch kín máy. Đấy. Cái giá thì cho anh em sở hữu con này nhé, rất là rẻ luôn, tại vì CD nó không chạy nên em thanh lý cho anh em. Nếu mà CD con này chạy đủ hết thì là 1.800.000, nếu CD chạy đủ hết nhé, 1.800.000. Còn đây em thanh lý cho anh em 1.200.000, CD không chạy nhé, hoặc là còn sót một con em thanh lý cho anh em, nốt cho anh em thôi, 1.200.000. Đấy, anh em lấy thêm điều khiển từ xa để anh em có thể chỉnh bát tép này và tăng bát trên điều khiển thì thêm cho em 100.000 nữa là 1.300.000 nhé. Nếu mà em chuyển khoản đầy đủ cho em, em để cho anh em 1.200.000, em tặng cái điều khiển này. Anh em chỉ việc chuyển 1.200.000 cho em thôi nhé, em tặng luôn cái điều khiển này cho anh em nhé. Đấy. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.